Tâm Phát TV xin kính chào tất cả quý bà con Rất vui được gặp lại quý bà con cô bác mình Trong cái video mới nhất ngày hôm nay Có biến, có biến cực kỳ căng luôn quý bà con Mới cái chat đi thôi Không biết quý bà con cô bác mình đã nghe chưa Trời đất ơi vợ chồng hậu le le Tuyên bố á ừ, Bây giờ bà có ngon nè hả Bà ra chợ ăn đông nè Túi bà miệng, miệng với miệng nè ừ, Túi bà chơi tay đôi nè chứ lộn nhau chơi ừ đó kêu vậy đó quý bà con thì đêm ngày hôm qua vợ chồng hậu le le đã có một cái buổi livestream mà em nói thiệt với quý bà con chúng ta nghe xong chúng ta phải nói là vô cùng bức xúc và bực bội bực mình rồi cái video ngày hôm nay em bảo đảm với quý bà con chu cha ơi nó không hay nó không hấp dẫn thì không lấy tiền đó ghê không quý bà con rồi không nói dài dòng xin mời tất cả quý bà con mình cùng theo dõi đêm ngày hôm qua hậu le le và vợ của anh ta ủa lộn chồng chồng của chị ta đã có một cái cuộc live stream bán hàng nhưng mà ta nói á trời đất ơi bán hàng thì ít nhưng mà lên khỉa má tư quốc thanh thì nhiều thậm chí luôn em nói thiệt với quý bà con quý bà con nào mà có coi cái đoạn live stream đó đó ông nội ơi ta nói bán kem chị hậu le le chỉ bán kem mà ta nói có nhiều người vô người ta bình luận nói nay có đi khách không em ừ đó rồi hỏi coi mở quán bia ôm cho em trời đất ơi thấy ghê quý bà con rồi có nhiều anh chị mà vô khỉ mắc cười lắm anh gì à, có bán à, b a c s không mà con xấu anh mới chịu nha có gai anh mới chịu nha trời đất ơi b c s là gì quý bà con mình biết rồi đúng không cái từ nhạy cảm em không dám nói đó cái cái từ mà dùng cho cho mà mà bc hết đó bao ba, ba, bao bao cao 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 ấy đó ừ đó thì có một cái đoạn mà ở các hội nhóm chị Lon đã cắt ra mà hiện tại bây giờ nó chiếm trọn cái bot like luôn trời đất ơi mấy ngày nay cô sáu kiểu như cô sáu giành à, bot like của chị à, chị hậu le le rồi bắt đầu chị hậu le le đã chiếm lại cái ngôi đầu bảng là bây giờ dồn sự chú ý vô chị hậu le le thì chị ta có nói như thế này chị ta đòi mua thùng đèn cày tặng cho má tư rồi còn ngủ má tư á bà ngon nè Bà giấu bà ra chợ An Đông nè, tôi với bà miệng với miệng nè, bà lớn rồi bà xong sao bà để cho con cháu đâu các kiểu Tôi ít nhiều gì tôi cũng dâu bà mà, bà làm, tội tôi nói thiệt quý bà con nói quá trời nói luôn Mà bây giờ em ngồi em kể ra chắc tới uh, Tết năm sau luôn, nó cũng chưa hết nữa Nhưng mà có một cái điều người ta cực, cực kỳ bức xúc, đó chính là cái ông anh hai Ông anh hai này bây giờ đã lòi thật sự cái bản mặt ra thiệt luôn rồi quý bà con Bây giờ kiểu như là bây giờ chơi luôn, bây giờ tới đâu thì tới Bây giờ kiểu như anh hai đó, ảnh có như một mà một cái tấm bia đỡ đạn là chị Hậu le le ha Không có sợ, thời đã có chơi tới bến mà Đáng lý ra nếu như anh ta là một người mà biết tôn trọng má tư Thì cái con vợ của mình nó nói vậy á, mình cho nó ăn bậy xương xương về bập chân đúng không tại vì sao tại vì nó vô cùng hỗn hào và nó nó mờ giờ đó quý bà con nó mất mà giờ ai, dai nặng nặng dại đó với má của mình bây giờ tôi không cần biết là ví dụ mà kêu bằng má ruột má rẻ hay là má nuôi gì không biết nhưng dẫu sao má tư quốc thanh cũng là bạn truy kỷ của cậu Nam du linh thì tất nhiên chúng ta là kêu bằng là con cháu thì chúng ta cũng phải nể má tư một phần ở đây không có nó chơi luôn nó thấy vợ của nó đó bây giờ xin phép kêu bằng nó luôn chứ không kêu bằng bằng ông bằng anh nữa thật sự đối với chúng ta không còn cái từ ngữ nào mà mình kêu bằng mình tôn trọng nó quý bà con thay vì vợ của mình thì anh ta bây giờ anh ta anh ta hiểu cái thôi em đừng nói vậy em ơi trời đất ơi mình mình nói thì mình nói cái cái gì mà nó dũng mé mé thôi đúng không không khó bắt đầu vợ ngồi nói cái chồng ngồi cười trời đất cười mà cười cái giọng cũng thấy mắc ghét nữa quý bà con mà bây giờ em nói quý bà con nghe như thế này nè nếu mà thật sự cái ông anh hai này ông có tài năng ông có này nọ lọ trai đúng không là nói thiệt với quý bà con cỡ nào cỡ cũng phải dạy dỗ vợ mình đúng không đâu có để cho ông vợ mình leo đầu mình ngồi trời đất ơi vợ à, à, hàng chồng á ngồi nói cái vợ quay qua táp và táp 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 đi cá táp vậy đó chồng nín hình luôn ôi ông nội lạnh lùng không quý bà con rồi sau khi mà chứng kiến được cái 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 cái, cái cuộc mà kêu bằng khịa của anh hậu le le đó thì mới cái chắc đây thôi má tư quốc thành đã có một cái bài viết đáp trả như thế này em xin phép em đọc cho quý bà con nghe và em nói thiệt quý bà con cái bài viết của má tư quốc thành nó rất là hay má tư có viết như thế này tao già 70 tuổi Thì phải căng da mặt Là cái chuyện bình thường Đúng vậy Có cái thằng mới chỉ có 50 tuổi Mà căng hai lần à, Biết nói ai rồi đúng không, quý bà con Chắc kỳ này phải căng luôn cái da 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 ngã ba đó quý bà con Tự nghe cái bụng mình xuống cái ngã ba đó Em xin phép em không có nói từ nhạy cảm được Căng cái ngã ba Bây giờ em nói cho quý bà con cô bác nghe như thế này trong cái câu chuyện này đừng bao giờ mà kiểu đổ lỗi hay trách móc má tư quý bà con cô bác mình có thấy má tư bà nói gì đâu ở đây em nói một cách công tâm chứ không phải mình binh vực cho má tư mà thật sự là như vậy còn nhớ cái vụ mà con hậu le le đó nó lên nó livestream mà nó cười vậy nè ha 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 đất ơi tôi nói thiệt ông nội ơi tôi nói thiệt điện thoại tôi mà rẻ rẻ chừng năm chục ngàn cái chất đập chắc tôi đập tám chục cái thấy mắc ghét lắm quý bà con em nói thiệt á em hồi mà quý bà con cô bác mình còn nhớ con bành thì lê gia nó cười đúng không nó cười kiểu miệng nhép môi vậy nè trời đất ơi con ve ghét mười nha cái chị hậu này le le này á mình nghe xong mình ghét tới một triệu cái nụ cười tôi nói thiệt với quý bà con không có cái gì mà gọi là duyên dáng hay là cái gì mà gọi là thốt ra là một người hoa hậu hoa ơ gì trời đất ơi nó cười một cái ông nội ơi, ai mà cắt ra cái khúc đó làm kiểu chuông một cái hẹn giờ á ai mà ngủ nướng đó, nghe nó cười xong là em nói thiệt quý bà con dậy sớm liền luôn ôi đất ơi lên livestream mà cười cái gì Há, hả 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 cười mà tôi nói thiệt cái ông chắc ông ông hai bong bóng ngồi sát bên á thôi đi má má cười cái gì mà thúi cái miệng luôn. ôi đất ơi trời ơi, lạnh lùng quý bà con mà em nói với bà con nghe như thế này nè bây giờ ví dụ như chị giàu á thì tiền bạc chị ăn thì cũng chị cũng ăn mình chị thôi chị dồn vô trong họng có ông anh hai thôi chứ nói thiệt chứ chị trời đất ơi ai mà ăn được chị ngàn nào đâu mà sao chị lên lúc nào tôi thấy chị nói chuyện á chị cũng khi dễ người ta hết trơn hết trội á đúng không, quý bà con bây giờ á ví dụ người ta có làm sai trái gì á chị đòi thưa đi kiện ta đi mắc gì chị lên mà chị đòi mà đòi rủ má tư ra mà kêu bằng chơi tay đâu đâu trời đất ơi bà tưởng như bà tưởng như vậy là bà ngon hay sao em nói thiệt chị coi lại bản thân chị đi Chị đã làm đúng hay chưa trong cái đời rama này Đúng không Chị thấy biết bao nhiêu người Người ta quay xe với chị Lon thì người ta, người ta đi luôn Có ai nói năng gì nữa Mà chị cái thái độ của chị ấy, em nói thiệt với chị á Ta nói cái nết đánh chết cái đẹp là vậy á Mà bây giờ trời đất ơi ông nội ơi nói thiệt quý bà con bây giờ Chỉ cần nghe cái tiếng cười của ông hậu le le thôi Là em nói thiệt quý bà con là mất ăn mất ngủ luôn không biết ai trao tặng cái 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 giải mà kêu bằng hoa hậu ao làng cho cái bà cô nội y em đó thì trời đất ơi nó không có xứng đáng hoa hậu dưới chưa hoa hậu mà dạy người ta đi bảo trì cái con trim của mình à hoa hậu mà đi lên dạy kêu bằng gì quan hệ tình tình nhục hả trời đất ơi là trời còn nói mà cái gì sâu rộng cho chồng cho chồng mình nó hử thôi chứ đừng cho chồng mình nó gớ vô gọi gì vô phân năm phân gì trời đất ơi ông nội nó rộng nó hẹp gì trời đất ơi rồi lên livestream lòi luôn nguyên cái nhũ hoa <laughs> lạnh lùng bó tay con bà hai bán dây chai và em bảo đảm với quý bà con chuyến này cái chuyện này càng ngày càng ngày nó trở nên vô cùng căng thẳng và đặc biệt ở bên phía chị hậu le le em tin chắc rằng sau cái cuộc livestream đêm ngày hôm qua khán giả người ta sẵn đó đó người ta có cái đà rồi đó chắc ăn 100% Người ta sẽ đồng lọt tẩy chay Cái cô hoa hậu này Hoa hậu và phải đừng đừng gọi là hoa hậu nữa quý bà con Mình gọi là cái gì đi Hậu đi Ừ mà kêu bằng hậu phao câu á Ừ đúng mà chứ không có thể nào mà gọi là hoa hậu Bây giờ chị giỏi quá mà chị giàu quá Chị có tiền quá đúng không Chị về chị lo cho mẹ chị đi Ở Trà Vinh kìa Trời đất ơi bao giờ ba mệt lắm mà kìa đó, bà chứng kiến một người con gái của mình mà bây giờ giàu có đi toàn là mẹt G63, 64 gì đâu không à Mà bây giờ mình không có 1 ngàn uống thuốc Rồi em mình á Nó lên bài rồi cho giang hồ đi tìm đi kiếm rồi xử nó Trời đất hơi Qua hậu dữ chưa ông nội ơi trời ơi chị về chị lo dưới đi Thì không biết quý bà con mình có nghe Các anh em youtuber khác có đưa tin á Là có nói là cái bông hậu này nè Ở dưới trà vinh ta nói lầy dữ lắm quậy mà tao nói kêu bằng lên sảnh luôn hết cặp người này tới cặp người khác đó rồi bắt đầu ha người uh, người nhà thì không lo ra ngoài đường thì tao nói có cái miệng nó nổ nó nổ một kêu bằng banh lũ đạn luôn Nậu ơi, mà em không biết quý bà con mình có cảm giác giống em không cái chị hậu le le này chi nổ ừ ôi tao nói làm như ngày xưa mà kêu bằng xanh gần ngay cái cái kho kho đạn kho mềm gì không nội ơi bà nổ dữ lắm nổ quý bà con nổ đến nổ mà nhiều khi bây giờ mình nói chuyện hồi rút cái gan cái cũng có cái miệng trong đó nữa đúng không, quý bà con và cái thông tin thứ hai mà em muốn chia sẻ đến tất cả quý bà con cô bác mình á là nghe đâu ừ cái chị mà kêu bằng à, heo tai xanh đó ngày hôm qua đã có một cái tấm hình mà chị ta đã lên trên à, cơ quan chức năng uống trà với cắn hột dưa xương xương đồ chơi thì có rất nhiều à, cái ý kiến trái chiều á à, người ta cho rằng ủa không phải chị heo tay xanh đâu đó là chị chư bắt giới á ừ cũng đúng luôn rồi có nhiều người ta nói không phải đó là cái chị mà kêu bằng à, thủy mà kêu bằng gì thủy bầu xô đâu đó chứ không phải chị heo tay xanh đâu thì kính thưa tất cả quý bà con em khẳng định lại một điều đó chính là chị tay xanh heo tại sao mà chị ta lên phường thì quý bà con mình cũng đã biết là kiểu như á là chị lon cũng đã cho một hai cái tấm đơn yêu thương là Nói xấu người ta Đi lên công kích người ta một cách mà kêu bằng vô căn cứ. Bởi vì vậy đó em nói quý bà con nghe. Bây giờ hiện tại đó cái chị mà à, bầu xô mà thủy le gì nè. Bây giờ chị ta kiểu như lên trên cơ quan chức năng. Thì em hỏi quý bà con cô bác. Liệu rằng, liệu rằng cái bầu xô. ở bậy, cái cái lai xô của bành thì lê yeah, dè nó có ảnh hưởng không quý bà con? Thì theo em nha, theo em thôi nha. Em cũng dái làm sao cho nó ảnh hưởng cho cái live show này đừng diễn ra và chị ta đã có đã có lên live stream chị ta nói như thế này à vé yeah, bán được phân nửa rồi nha ừ nhanh tay thì hết mà chậm tay thì nó cũng vẫn còn luôn rồi đâu đó kiểu vậy đó mà nói quý bà không nghe như thế này nè thật ra là xạo thôi chứ không có hết hay là còn gì đây hết trơn đừng có nói mà bán phân nửa bán phân 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 chia gì đây hết trơn có bán được ai đâu mà phân nửa hay không phân nửa trời đất ơi bán vé diện triệu mấy vé ai mua đúng không quý bà con rồi với em cái da dê như vậy em nói thiệt quý bà con trời đất ơi một triệu mấy vậy giờ bây giờ dẫn vợ con mà kêu bằng đi mà kêu bằng à đi ăn buffet một cái Tao nói là tới công chuyện luôn đúng chưa ở đâu ra mà giờ trời đất ơi phải bỏ một triệu mấy ra coi cái bà cố nội đó ba hát mà phải chi bả là kêu bằng ngôi sao hạng A mình cũng không nói Trời đất ơi ngôi sao mà hạng nằm ở dưới đáy địa đáy địa ngục á, mà bán cái giá vé vậy ai mà coi em nói quý bà con cô bác mình đúng không rồi thì đó là toàn bộ những cái gì mà em muốn chia sẻ đến tất cả quý bà con cô bác mình à, quý bà con cô bác mình nghĩ như thế nào về cái vấn đề này quý bà con mình hãy cho em cái ý kiến và cái suy nghĩ của quý bà con mình dưới phần bình luận video còn bây giờ xin phép chào tất cả quý bà con hẹn gặp quý bà con cô bác mình trong những cái video kế tiếp xin chào hẹn gặp lại